Vâng, thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Văn Miếu Xích Đằng, thành phố Hưng Yên, và tại đây thì đang diễn ra hoạt động cho chữ đầu xuân. Đây cũng chính là nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ rất là lâu rồi và thể hiện cái truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa của những người con xứ Nhãn. Sáng mùng 4 Tết, gia đình chị Lan Anh ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên tới Văn Miếu Xích Đằng để xin chữ đầu năm cho cậu con trai lớn đang chuẩn bị lên cấp 2. Năm nào gia đình em cũng thực hiện cái truyền thống đó là xin chữ đầu năm vào ngày mùng 4 âm lịch hàng năm. Thì năm nay em cũng cho cháu đến xin chữ với mục đích đó là năm nay cháu thi cấp 2 nên là cũng rất là mong mỏi xin vía của cụ Chu Văn An cho con mình để con mình công thành danh toại trong việc học tập. Chuẩn bị thi vượt cấp, cháu Phúc cùng với các bạn trong lớp cũng tới Văn Miếu Xích Đằng xin chữ. Cháu thì xin chữ đỗ để được đỗ trường chuyên Hưng Yên. Văn Miếu Xích Đằng thuộc phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên là nơi thờ Khổng Tử, người sáng lập ra đạo Nho, và thờ Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An, một nhà sư phạm tài năng đức độ thầy Trần. Cùng với Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Miếu Xích Đằng cũng là biểu tượng của truyền thống hiếu học. Hôm nay thì đi công tác nơi xa thì cũng về quê hương thì năm nào cũng đưa các cháu đến đây để xin cái chữ, để cũng mong muốn cho các cháu chăm ngoan học giỏi, thi cử được đỗ đạt. Xin chữ đầu năm thể hiện truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và mong muốn may mắn cầm một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. Còn đối với những thầy đồ, cho chữ đầu xuân cũng là mong muốn được trao gửi những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mỗi nét chữ như rồng bay phượng múa với những ý nghĩa tốt đẹp, họ góp phần trao đi những may mắn đầu xuân. Mỗi một chữ thì nó đều có một cái thâm ý rất là sâu xa. Thế mà người ta dựa vào cái chữ đấy thì người ta có thể là tư duy và người ta phấn đấu để làm sao mà đạt được cái ý tưởng như của cổ nhân đã truyền đạt lại cho thế hệ ngày nay. Đầu xuân được cho chữ mọi người thì tôi rất là vui, bởi vì là cái kiến thức của mình học được, thế bây giờ mình lại chia sẻ với mọi người. Ngoài địa điểm Văn Miếu Xích Đằng, hoạt động cho chữ, xin chữ đầu xuân còn được tổ chức ở nhiều điểm văn hóa khác trên địa bàn tỉnh. Xin chữ hiện nay có cả chữ Hán và chữ quốc ngữ.